Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gương thương binh Nguyễn Văn Lưu ở Bắc Ninh làm kinh tế giỏi. Người tiên phong trong nghề nuôi chim yến ở Ninh Bình. Nghề mây che đan ở Nam Định tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thái Bình hạn chế trong thực hiện quy chế chuyên môn ở một số bệnh viện. Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên còn hai lò gạch công nghệ cũ cần xóa bỏ. Thưa quý vị và các bạn, sản lượng nhãn năm nay của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên ước đạt 4.200 tấn. Hiện nay các chủ vườn trong huyện đã tiêu thụ được khoảng 1.500 tấn. Đến thời điểm này, các hộ trồng nhãn tại huyện Ân Thi đã tìm kiếm được nhiều đơn hàng tiêu thụ tại các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh. Người trồng nhãn chủ động chào hàng, giới thiệu sản phẩm nên các thương lái tìm đến tận vườn thu mua. Do áp dụng khoa học kỹ thuật trong các khâu chăm sóc nên nguồn nhãn quả tại huyện Ân Thi đạt chất lượng tốt, đặc biệt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được các chủ vườn chú trọng và thực hiện nghiêm ngặt nên đã tạo dựng được uy tín khi cung cấp sản phẩm ra thị trường. Năm nay, sản lượng nhãn của toàn huyện tăng khoảng 30% so với vụ nhãn năm trước. Thưa quý vị và các bạn, bước qua cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trở về quê hương, hơn ai hết, những người lính Cụ Hồ hiểu sâu sắc những mất mát hy sinh để có được độc lập tự do cho dân tộc. Trân quý những giá trị của cuộc sống hòa bình, những người lính ấy lại dốc hết sức mình để kiến thiết, xây dựng quê hương. Nhiều người trong số họ đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, được cán bộ đảng viên, đồng chí, đồng đội cũng như những người dân nể phục, tin yêu. Và người thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Lưu ở thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh là một điển hình như vậy. Năm 1974, khi vừa 19 tuổi, ông tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bị thương trong chiến trường miền Nam. Đến khi Nam Bắc nối liền một dải, ông trở về quê hương với tỷ lệ mất sức 81%. Ngoài những vết thương trên cơ thể, đôi mắt của ông gần như đã hỏng hoàn toàn. Song với ý chí quyết tâm và tinh thần của người chiến sĩ cộng sản, ông đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tập trung phát triển kinh tế gia đình. Thật sự mà nói là coi con người, coi của dân thị trấn này là coi có thật sự mà nói là toàn là người lao động thôi. Thế nên bác cũng coi cố gắng là học theo mọi người để làm theo coi lời của bác Hồ dạy là thương binh tàn không phế, để cố gắng là coi lấy cái phần kinh tế nuôi con ăn học để mang lại coi cho coi xã hội đỡ phải coi gánh vác nặng về gia đình nhà mình. Với tư duy nhạy bén, năng động và đức tính cần cù vượt khó, trên diện tích chuyển đổi, ông đào hai ao thả cá, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 24 vạn con cá giống. Đồng thời, ông nuôi 300 đôi chim bồ câu, 30 đôi chim gáy Pháp và một ít gà vịt. Tận dụng diện tích trên bờ, ông trồng thêm các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như mít, bưởi, chuối và xen canh cuối vụ liên tiếp các loại rau. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành, người thương binh giàu tình nghĩa ấy còn luôn tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ các thương binh, cựu chiến binh và bà con nông dân trong vùng về giá, con giống, kỹ thuật để cùng thi đua sản xuất, làm giàu quê hương, vùng đất trũng. Không chỉ giành được tình cảm yêu mến của đồng đội, đồng bào, ông Lưu còn vinh dự được nhận bằng khen người có công tiêu biểu khắc phục khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhắc tới mô hình nuôi chim yến, chắc quý vị và các bạn cũng cảm thấy rất mới lạ bởi đây không phải là một nghề phổ biến ở Ninh Bình cũng như nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Chiến ở xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn đang gặt hái những thành công bước đầu từ cách làm mới này. Đây là ngôi nhà 3 tầng khang trang kiên cố với tổng diện tích trên 50m². Điểm đặc biệt ở đây là có rất nhiều lỗ thông hơi và lúc nào cũng phát ra một loại âm thanh rất lạ. Ngôi nhà được anh Chiến ở xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn đầu tư xây dựng thiết kế. Vốn làm nghề cắt tóc nhưng sau một lần lên mạng xem được mô hình nuôi chim yến ở miền Nam rất thành công, anh Chiến đã quyết tâm vào tận nơi để học hỏi kỹ thuật. Không ngờ càng đi sâu tìm hiểu càng thấy say mê. Trở về địa phương, ngoài việc đầu tư xây dựng nhà nuôi yến, anh còn phải thử nghiệm nhiều loại âm thanh khác nhau để dẫn dụ đàn chim trời. Kiên trì chờ đợi, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười. Khi mà dân làng ở đây họ đi qua thì họ vẫn nghĩ là mình là một người là làm là sẽ không bao giờ có chim yến.
người ta luôn nói là mình làm cái này là đều thất bại, một đống tiền dồn vào đây là sẽ là sạt nghiệp. Thì khi xây nên đưa vào hoạt động được 3 tháng thì khi mình vào trong nhà chim mình thấy cái lượng tổ nó đã lên được 70 tổ rồi. Thì là lúc đấy là mình cảm thấy rất là vui. Anh Chiến cho biết yến vốn là loài chim hoang dã, việc dẫn dụ chim về ở đã khó. Làm sao để tạo môi trường thuận lợi cho chim trú ngụ và sinh sản, nhân đàn còn khó hơn. Do vậy, nhà yến luôn phải đảm bảo các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và âm thanh thích hợp. Về mặt thuận lợi, chim yến sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên là các loại côn trùng bay nên người nuôi không mất công chăm sóc. Sau quá trình chim làm tổ, đẻ trứng, nuôi con đến lúc chim non trưởng thành, tổ yến sẽ cho thu hoạch. Đến nay sau hơn 2 năm, ngôi nhà của anh Chiến đã thu hút được hơn 500 đôi chim yến đến sinh sống. Anh cũng đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm để hiểu được tập tính, quy trình và kỹ thuật nuôi loài chim này. Để có được thành công ấy, anh Chiến cho biết ngoài những nỗ lực của bản thân, còn là sự may mắn khi kết duyên được loài chim quý và hơn cả còn là sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình. Thành công bước đầu từ mô hình nuôi chim yến đã khẳng định hướng đầu tư đúng đắn và mở ra triển vọng phát triển một nghề mới ở địa phương. Về phía anh Chiến, anh cho biết tổ yến là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, nhu cầu của thị trường còn rất lớn, nên thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những người có nhu cầu. Qua đó, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng từ loại chim yến này, vừa góp phần nâng cao thu nhập, làm giàu cho quê hương. Nhiều năm qua, cơ sở sản xuất mây che đan của anh Trần Văn Toản tại xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã đào tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương với mức thu nhập khá và ổn định. Không yêu cầu cao về kỹ thuật, bất cứ ai cũng có thể nhận nguyên liệu từ cơ sở sản xuất mây che đan Toản Hưng về làm tại gia đình. Gần 300 người lao động tại Trực Tuấn, Cát Thành, Việt Hùng, Liêm Hải đã được cơ sở Toản Hưng tạo việc làm ổn định. Liên tục lên ý tưởng tạo ra nhiều mẫu mã mới để phục vụ người tiêu dùng trong các ngày lễ Tết, sinh nhật, hội nghị khai trương, cưới hỏi. Sản phẩm mây che đan của cơ sở đã có mặt tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, với số lượng lên đến hàng vạn chiếc mỗi năm, lợi nhuận bình quân từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, anh Toản luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng quê hương. Là một đảng viên, anh Toản luôn tâm niệm phải gương mẫu đi đầu, phát triển kinh tế không chỉ đem lại lợi ích cho bản thân mà cho gia đình và cộng đồng xã hội. Bây giờ thì có đối tượng trẻ nó đi lao công ty nhiều, còn các bác chung chung tuổi ở nhà đều làm được hết. Cái lao động dư rất nhiều, nên là gia đình cũng nghĩ là mở rộng sản xuất thì đấy, các bác cứ thấy các bác làm có việc làm quanh năm, kiếm việc cho nhân dân làm thì ai cũng đồng tình ủng hộ. Đấy. Để phát triển cái mục đích là cho mình, vừa là cho cá nhân mình, vừa cho gia đình, vừa cho xã hội. Đấy, có công ăn việc làm ổn định. Đó. Nên là đối với bản thân thì cũng rất là phấn khởi và cũng hăng say học hỏi để đưa nhiều cái công việc về cho bà con làm để có cái thu nhập ổn định. Không phải ly hương để kiếm tìm việc làm, nhờ cơ sở sản xuất mây che đan của gia đình anh Toản, nhiều người dân Trực Tuấn, Việt Hùng, Cát Thành, Liêm Hải, ngoài công việc đồng áng, yên tâm có thêm việc làm ổn định, tạo nguồn thu nhập cho gia đình mỗi ngày. Với những đóng góp và cống hiến của bản thân, anh Trần Văn Toản vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2016-2017. Đến thời điểm này, trên 95% số hộ dân ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. Tiền Hải tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình nước sinh hoạt nông thôn. Bên cạnh việc đôn đốc các xã tiếp tục tuyên truyền vận động người dân về tầm quan trọng của nước sinh hoạt nông thôn với đời sống của nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải đã thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn ở các địa phương. Đồng thời, có các cơ chế để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. Trong đó, huyện hỗ trợ cho các hộ nghèo chưa đấu nối sử dụng nước với mức 500.000 đồng một hộ. Ngân hàng chính sách cho các hộ nghèo vay vốn với mức 12 triệu đồng một hộ. Đến nay, tổng số hộ dân đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn trong toàn huyện Tiền Hải là trên 62.300 hộ, đạt tỷ lệ 95,7%. So với cuối năm 2017, thì tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn những tháng đầu năm 2018 của huyện Tiền Hải tăng gần 20%.
Huyện Tiền Hải phấn đấu 100% hộ dân trong huyện đầu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn vào cuối năm nay. Thưa quý vị và các bạn, do chính sách có nhiều ưu đãi nên số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ở tỉnh Hưng Yên từ đầu năm đến nay tăng đột biến. 7 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có trên 998.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 87.000 người so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, riêng số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là trên 191.000 người, tăng gần 70.000 người. Số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng cao là do chính sách cho người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sửa đổi được áp dụng có nhiều ưu đãi. Cụ thể là khi mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Trong đó, người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Chính sách này không chỉ góp phần tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mang lại quyền lợi thiết thực cho người tham gia bảo hiểm y tế. Thời gian qua, ngành y tế cũng như chính quyền địa phương huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định đã quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai hiệu quả. Từ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được tăng cường, nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi, chất lượng dịch vụ y tế cơ sở từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đến nay, trên địa bàn huyện Mỹ Lộc có 10 trên 11 xã thị trấn đạt chuẩn y tế quốc gia giai đoạn đến năm 2020, cùng với tập trung chỉ đạo các xã thị trấn và ngành y tế thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Huyện đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho y tế, tranh thủ các nguồn vốn, huy động đóng góp của cộng đồng để nâng cấp xây mới, đầu tư trang thiết bị y tế cho trạm y tế các xã. Triển khai xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020. Huyện Mỹ Lộc đặt ra mục tiêu đến năm 2018 sẽ có 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại các trạm y tế, cán bộ y tế được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn để trạm y tế có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngay tại tuyến cơ sở. Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Mỹ Lộc tiếp tục chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để các trạm y tế có đủ cơ cấu cán bộ, thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Theo thống kê của Sở Y tế, việc thực hiện quy chế chuyên môn tại một số bệnh viện trong tỉnh Thái Bình vẫn còn hạn chế. Toàn tỉnh có 15 bệnh viện chỉ được chấm ở mức 2 trên 5, theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Về quy chế thường trực cấp cứu, do tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa nên nhiều bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến huyện phải bố trí trực theo hệ. Đã xảy ra tình trạng bác sĩ chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt trực hệ ngoại chấn thương, bác sĩ chuyên khoa nội trực hồi sức cấp cứu. Việc chưa bố trí bác sĩ chuyên khoa trực đúng lĩnh vực chuyên môn vừa không đảm bảo được chuyên môn trong cấp cứu, vừa không đảm bảo thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế theo chứng chỉ hành nghề. Bên cạnh đó, về quy chế hồ sơ bệnh án, việc ghi chép hồ sơ bệnh án sơ sài, không kịp thời, không logic giữa các bệnh cảnh lâm sàng với chỉ định lâm sàng và thuốc vẫn tồn tại. Đáng lưu ý, một số bệnh viện chưa coi trọng tầm quan trọng của việc xây dựng quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị, xây dựng không căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực tiễn của đơn vị, dẫn tới hiệu quả điều trị chưa cao. Tại thôn Tống Tá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng tỉnh vừa bàn giao nhà máy ấm công đoàn tặng gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Vận, hiện đang là công nhân lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Lin Lerer. Đây là một trong những ngôi nhà máy ấm công đoàn do Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhân dịp Thủ tướng gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động các tỉnh đồng bằng sông Hồng dịp tháng 5 vừa qua tại tỉnh Hà Nam. Từ số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng của Thủ tướng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết hợp với sự giúp đỡ của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cùng doanh nghiệp và người thân, gia đình chị Vân đã có được ngôi nhà khang trang rộng hơn 60m². Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và quỹ Tấm Lòng Vàng, báo người lao động tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho chị Nguyễn Thị Thảo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau hơn 3 tháng xây dựng, ngôi nhà tình nghĩa với diện tích 56m² tại thôn Đống Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản
đã được bàn giao cho chị Nguyễn Thị Thảo với tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Trong đó có 50 triệu đồng của quỹ Tấm Lòng Vàng. Chị Thảo hiện là công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Petmark Việt Nam, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chồng bỏ đi khi chị sinh đôi hai bé còn thiếu tháng, con gái lớn năm nay 12 tuổi. Tuy đã được bố mẹ đẻ cho căn nhà, nhưng ngôi nhà đã bị xuống cấp, tường bị nứt, nền nhà đổ chạt bong chóc, không thể ở được nữa. Món quà ý nghĩa của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và Quỹ Tấm Lòng Vàng báo người lao động nhằm giúp bốn mẹ con chị Thảo vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình Ngày hội Áo Xanh kỷ niệm 5 năm ngày truyền thống đội thanh niên tình nguyện huyện Lý Nhân. Đội thanh niên tình nguyện Lý Nhân là thành viên của câu lạc bộ thanh niên tình nguyện huyện Lý Nhân do huyện đoàn Lý Nhân thành lập vào ngày 13 tháng 8 năm 2013. Sau 5 năm hoạt động, đội đã thể hiện vai trò của mình trong phong trào tình nguyện và từ thiện. Từ năm 2013 đến nay, đội đã triển khai thực hiện được 81 chương trình thiện nguyện như chương trình Áo ấm tình thương, Trung thu cho em, Tết ấm, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ với tổng số tiền của các chương trình là hơn 280 triệu đồng. Ngoài ra, đội còn tích cực tham gia các phong trào do tỉnh đoàn và huyện đoàn Lý Nhân phát động như chương trình Chiến dịch mùa hè xanh hay chương trình Tiếp sức mùa thi. Thông qua các chương trình thiện nguyện mà đội thực hiện đã tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành, đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia các hoạt động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp này, hội đã bàn giao khu vui chơi cho trẻ em do thanh niên sử dụng, các vật liệu tái chế tại thôn Lưu, xã Đạo Lý. Để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm nay và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải triển khai nhiều giải pháp tiêu úng nhanh. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm thủy lợi nội đồng ngày càng gia tăng khiến cho hoạt động tiêu úng gặp khó khăn. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua xảy ra mưa lớn trên diện rộng, hệ thống công trình thủy lợi của Bắc Hưng Hải và các trạm bơm tiêu vận hành hết công suất trong nhiều ngày trước đó. Và trong thời điểm xảy ra mưa, nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn có hàng nghìn hecta lúa rau màu và cây ăn quả bị ngập úng, gây thiệt hại cho nông dân. Trạm bơm tiêu Mi Động do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quản lý, đảm nhiệm tiêu úng cho hơn 4.000 hecta sản xuất nông nghiệp của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương và huyện Phu Cư, tỉnh Hưng Yên. Do các kênh dẫn nước về trạm bơm bị ách tắc, kết hợp với vi phạm xâm lấn lòng kênh dẫn ở các địa phương gây cản trở dòng chảy, khiến cho trạm bơm này không thể vận hành tối đa công suất khi tiêu úng. Trong quá trình bơm, chúng tôi đã hạ thấp mực nước, nhưng mà nhiều cái khu ruộng trũng là nước không rút ra được. Do vậy là một số cái diện tích cũng bị ảnh hưởng. Cái nguyên nhân là do cái ách tắc dòng chảy. Ở đây là một là do bèo rác, hai nữa là do các cái đăng đáy chắn cá, ba nữa là do các cái lưới chắn vịt nuôi vịt trên kênh đã gây cái ách tắc dòng chảy, cho nước ở trong cái ruộng trũng rút ra rất chậm, do vậy mà đã ảnh hưởng ít nhiều đến cái sự tăng trưởng của cây lúa. Thì cái này chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần đối với các địa phương làm sao để tiếp tục giải tỏa, còn nếu không giải tỏa được thì cái hiện tượng gây úng vẫn có thể tiếp diễn xảy ra trong mùa mưa tới. Theo thống kê, toàn hệ thống Bắc Hưng Hải có khoảng 4.000 điểm vi phạm lớn nhỏ khác nhau. Để vận hành chống úng hiệu quả cho 7 huyện của tỉnh Hải Dương thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trong mùa mưa bão, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đề nghị các địa phương tích cực khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh dẫn nội đồng nhằm đảm bảo tiêu thoát úng nhanh. Về lâu dài, cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm công trình thủy lợi, nhất là các vi phạm lấn chiếm lòng kênh, nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do mưa úng gây ra. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải loại bỏ lò gạch thủ công và công nghệ cũ trước năm 2018, nhưng trên địa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại hai cơ sở sản xuất gạch nung có công nghệ cũ gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến tài nguyên đất. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Quang Phát tại xã Dương Quang và công ty cổ phần gạch Cẩm Xá tại xã Cẩm Xá. Theo đó, hai doanh nghiệp này vẫn đang sử dụng công nghệ lò Hofmann. Đây là loại lò nung gạch hoạt động theo nguyên tắc nung ủ, sự tỏa nhiệt lượng cho bay và khói bụi ra môi trường lớn. Do công nghệ cũ không điều chỉnh được nhiệt lượng lò nên cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Công an thành phố Hải Dương vừa bắt 30 đối tượng tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.
Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8, tại quán karaoke Victoria Club ở số 5 đường An Định, phường Nhị Châu, Công an thành phố Hải Dương tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 phòng hát đang hoạt động quá giờ quy định với tổng số 30 nam nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong người Trương Bá Trường, sinh năm 1989, trú tại xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, có một viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Trên mặt bàn, trước mặt các đối tượng có 2 gói ma túy đá và 2,5 viên thuốc lắc cùng với 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Số ma túy này được xác định là của Nguyễn Thế An, sinh năm 1990, trú tại xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà. Tiến hành xét nghiệm, bước đầu xác định có 19 đối tượng dương tính với ma túy. Vụ việc đang được công an thành phố xác minh làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.